Năm 2024, gia đình chị Rachel Annie cùng lúc đón nhiều niềm vui hạnh phúc. Năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân kịp thời, giúp chị đầu tư phát triển sản xuất. Cùng với đó, giá cà phê đạt mức cao kỷ lục, cộng với chăn nuôi hiệu quả đã đem về nguồn thu vượt trội cho gia đình chị cả 100 triệu đồng. Lần đầu tiên, gia đình chị Annie đón một cái Tết sung túc, ấm no nhất. Tết năm nay cũng vui cả hơn cả năm trước. Cà phê cũng giá cao. Năm mới con vui vẻ, hạnh phúc. Trong năm 2023, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả cực kỳ ấn tượng. Trên 2.000 tỷ đồng đã được giải ngân cho hơn 48.000 lượt hộ vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, cho vay theo nghị quyết 11, hỗ trợ vay theo nghị định 36 của chính phủ, đạt gần 7.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp đồng bào nghèo vươn lên phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Cà phê được giá, được mùa, kinh tế bà con đã phát triển. Bà con cũng rất vui mừng để đón mừng năm mới, Tết đến xuân về. Ngân hàng chính sách đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương cho các hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà, rồi mua đất để tái định cư, cũng như là triển khai vay vốn để phát triển sản xuất, từ đó vươn lên làm giàu chính đáng. Mùa xuân đã về, mai vàng rực rỡ khoe sắc thắm trên khắp các buôn làng Tây Nguyên, mang theo niềm vui của sự ấm no, hạnh phúc. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, tại tỉnh Gia Lai, hơn 10.000 hộ được giải quyết việc làm, hơn 1.200 hộ xây dựng được nhà mới khang trang, sắm sửa nhiều phương tiện máy móc hiện đại để vui xuân đón Tết cùng cả nước.